Kính thưa quý vị, ban nhạc punk rock nổi tiếng The Clash đoạt huy chương bạc trong giải thưởng Clash tin từ London, Anh Quốc. Trong một giải thưởng vinh danh âm nhạc do Nordoff Robbins tổ chức, ban nhạc punk rock The Clash thắng giải huy chương bạc từ giải thưởng Clash. Cả hai cựu thành viên trong ban nhạc Clash, anh Mike Jones và Paul Simonon, trở thành điểm trọng tâm trong giải thưởng với những bài nhạc Should I Stay or Should I Go hoặc Train in Vain. Thành viên Rolling Stone, anh Ronnie Wood, đại diện The Clash, nhận lãnh giải thưởng huy chương bạc. Nordoff Robbins trả lời đến giới báo chí địa phương rằng các thành viên trong ban nhạc Clash mãi mãi đã trở về với lòng đất như Joe Strummer, Guy Stevens và Mickey Dread. Chỉ còn hai cựu thành viên Mike và Paul trong ban nhạc Clash, nhưng rất tiếc anh Paul đã vắng mặt và khán thính giả hâm mộ đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự hiện diện của danh ca Mike trên sân khấu trong buổi lễ phát giải thưởng The Clash. Ban nhạc punk rock tự giải tán vào năm 1986 vì quá nhiều mâu thuẫn và bất đồng ý kiến, cộng thêm nhiều tai tiếng đẩy đến tình trạng ban nhạc The Clash không còn hoạt động. Cựu danh ca trong ban nhạc nổi tiếng B.G. Barry Giff nhận định rằng rất nhiều khán giả vẫn còn hâm mộ The Clash, đặc biệt đến George Michael có rất nhiều kỷ niệm trên sân khấu. Song song đó, tên tuổi của cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cũng được nhắc nhở đến như là một biểu tượng tranh đấu cho quyền lợi của người da màu tại Nam Phi. Ngay cả cựu nữ ca sĩ trong Pussycat, cô Doe Kimberly, trong buổi lễ trao giải thưởng Clash cũng lên tiếng bày tỏ niềm tin yêu và luôn gắn bó sáng tạo âm nhạc. Kimberly muốn cho thế giới nhận thức âm nhạc ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày như thế nào.